Vào lúc 1 giờ sáng ngày 28 tháng 4, tàu cá NA90712TS do anh Phạm Văn Tuấn, sinh năm 1988, trú tại xóm Bắc Chiến Thắng, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, làm chủ cùng 4 ngư dân đang đánh bắt hải sản ngoài khơi thì bị một tàu chở hàng chạy theo hướng Bắc Nam đâm trúng làm tàu cá bị chìm và 4 ngư dân rơi xuống biển. Ngay sau khi nhận được tin báo, bộ đội biên phòng phối hợp với ngư dân địa phương cứu vớt, đưa vào bờ an toàn và kiểm tra sức khỏe. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương các lực lượng chức năng liên quan truy tìm phương tiện gây tai nạn